Em chào cả nhà nhé. Chào tất cả các quý khách hàng. Đây là một số cái mẫu lam của năm nay. Một số cái form 8 lên của năm nay. Cái màu này từ năm ngoái đến năm nay vẫn là cái màu rất là hot. Rất được khách hàng chuộng. Màu hồng. Lam này sẽ được tính theo giá trị của ngồng. Một ngồng tức là một bầu như thế này các bác nhá. Một ngồng tức là một bầu như thế này à, sẽ nhân với giá thành tiền cộng với công cắm và cộng với tiền chậu. Ví dụ như năm nay nó được tính là cái chậu dáng thuyền thuận buồm xuôi gió. Nó được tính theo mẫu của dáng thuyền thì năm nay rất là hot với cái dáng thuyền này. Đây là cái màu rất là mới của năm nay. À, em sẽ chia sẻ những cái mẫu hoa của năm nay trước. Và khi mà các bác nào mà thích ấy, các bác mà thích ấy, thường thì khách hàng bên em thích ấy, thì đến tầm khoảng 10, 12 là bên em đã bắt đầu cắm lên chậu lên form rồi. À, những anh chị nào mà năm ngoái đã từng mua lan bên em thì có thể liên hệ trên cái số điện thoại của em nhé. À, năm nay em đổi cái vị trí bán ở Ion, không còn bán ở Ion nữa mà năm nay chỉ ở chỗ Đại học Nông 11 thôi. Và số lượng của lan năm nay sẽ ít hơn. Đây là cái lan ngồng loại 1 cả nhà nhé. Rất là dài, rất là nhiều nụ. Em gửi qua xe nhé, không ship nhé. Vâng, Bình Phước. Anh lấy bao nhiêu cây? 22. Câu đẹp. Đây là màu vàng chanh. Có những cái form chậu nó chỉ vừa tầm thôi, nó vừa nhỏ nhỏ xinh xinh thôi.
nó đạt được những tầm khoảng 27 đến 33 lồng. Cái lan này thường là người ta sẽ cắm lẻ các bác nhé, thường sẽ cắm lẻ 35, 37, 39, 41, 43 tùy. Có thể khách hàng nhiều khi khách hàng thích 25 hoặc là 27 hoặc là 23. Nói chung là lan thì thường là không cắm lồng, không cắm lồng chẵn. Em sẽ quay những cái lan mà chưa lên trọng cho cả nhà. Nói chung là rất là đẹp. Năm ngoái hàng này cũng được khách lựa chọn rất là nhiều, bông nhỏ một chút nhưng mà hoa khá là đẹp, lên form, lên chậu tương đối là đẹp, bắt mắt. Và năm ngoái còn hot thêm cả màu trắng và màu vàng chanh nữa các bác nhé. Hot nhất là màu trắng và màu vàng chanh. Đây, năm nay cái mức độ màu vàng chanh nó cũng không phải quá nhiều. Cái ưu điểm của màu vàng chanh này thì nó màu nó rất là tươi và cái nhụy của nó màu hồng, nên là đa phần là khách hàng thì khi mà đệm màu ấy lựa chọn sẽ lựa chọn sang cái màu vàng chanh này để điểm màu. Màu hồng, màu đỏ này. Nói chung là đầy đủ các bác nhá. Có thể là do tình hình dịch bệnh nên là cái việc mà vận chuyển hàng hóa năm nay nó khá là khắc nghiệt, nó khá là vất vả, nhưng mà bù lại được cái thì cái mức độ hàng của năm nay thì tương đối là đẹp mắt, tương đối là đẹp mắt, bắt mắt. Các bác có thể thích những cái mẫu mã hoa như thế nào hoặc số ngồng thì bên em sẽ lên form, lên dáng, lên chậu cho các bác. Và chậu thì không phải chậu nào cũng đắt các bác nhé, tùy vào cái chất lượng chậu thì chúng ta lên, không phải chậu nào cũng đắt đâu. Màu sắc thì tương đối là năm nay thì lan ngồng lan cho đến phần nụ đuôi này rất là nhìn dài, rất là đẹp. Và video của em hôm nay giới thiệu với cả nhà về những cái dòng lan cổ điển bày trang trí Tết có đầy đủ các màu sắc ở bên em, nó rất là sẵn ở vườn nhá. Bác nào mà thích những cái dòng này, có nhu cầu về những cái dòng này thì các bác có thể gọi điện trực tiếp trên số điện thoại của em 0982149636. Bên em sẽ nhận cắm từ những cái chậu nhỏ xinh xinh, có thể thậm chí là 9, 11, 13, 15, 17. Nói chung là cắm theo ngồng lẻ, tùy theo form chậu thì cắm xem là cắm được khoảng bao nhiêu ngồng ấy. Cái video của em hôm nay xin kết thúc tại đây nhé. Em chào tất cả mọi người ạ.